luôn ủng hộ mọi người. Tết đến rồi, Tết sắp đến rồi. Thì anh chúc mọi người ngày càng mạnh khỏe. Ai đẹp trai cứ đẹp trai, ai xinh gái cứ xinh gái. Biết là chúc cũng thế cũng thừa, thì tại vì mọi người vốn đã đẹp trai xinh gái rồi đúng không? Tập mà bỏ rơi anh. Ai có cố gắng chả biết nói gì, tại vì quay đến này có vẻ hơi ngại, gặp mặt thì mới biết được đúng không? Gặp lại vào Tết năm sau. Bye bye. Yo, đồng bọn. Say bốc mày đi vào tất cả. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Mọi người có một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, ánh sáng thịnh vượng. Hãy luôn ủng hộ gia đình đó là career của chúng mình nhé. Happy New Year. Xin chào tất cả mọi người. Vậy là năm 2016 đã đến rồi. Trong năm nay thì mình xin chúc mọi người sẽ có một năm mới thật là hạnh phúc, an khang thịnh vượng bên cạnh gia đình và người thân. Hy vọng tất cả mọi người sẽ đạt được thật nhiều thành công và may mắn trong năm nay. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ LOL Crew chúng mình trong suốt năm 2015 vừa qua. Và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chúng mình để cho chúng mình có thể ra được nhiều project mới và chất lượng hơn. Cảm ơn mọi người, tạm nhau. Xuân năm mới chúc bình an, chúc luôn tuổi trẻ, chúc an khang, chúc sang năm mới nhiều tài lộc, công thành danh toại, chúc bình qua. Xin chào các bạn, mình là Pip đến từ LOL Crew. Mình mới là thành viên của nhóm từ đợt casting lần thứ 3 vừa rồi thôi. Mình trong năm mới xin chúc tất cả các bạn có thật nhiều sức khỏe và đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra. Và cuối cùng là hãy tiếp tục ủng hộ chúng mình trong những project cũng như những cuộc thi sắp tới nhé. Bye guys. Thì bắt nhìn nhá. Hi. Xin chào các bạn, chúng mình là LOL. Tại kia. Em chị. Tới các bạn, chúng mình là LOL Crew. Hôm nay là 27 hôm trước mình đi là 26. Hôm nay là 28 Tết và ngày mai là 29. Sau khi mà người đông về quê và chuẩn bị đón Tết với gia đình thì chúng mình đang ở
hai bánh mì. Chúng mình mới đi quẩy một đống quần áo về. Cho xem bằng chứng. Lần 2 triệu là thứ 3. Lần thứ 3. Đây là những gì, không phải tất cả nhưng mà là những gì chúng mình đã vừa mới vừa mới đi quẩy về. Sang năm mới thì chúc mọi người gia đình này đạt thành công. Này nói to đấy, không nghe thấy đâu. Nói chung là nghe mấy câu chúc quen thuộc rồi. Thế bây giờ muốn ai chúc nữa rồi thì chúc gấp đôi luôn, gấp ba luôn. Đấy. Chúc các bạn một cái Tết ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Cùng like mọi người lắm. Ai nhớ tôi không? Năm ngoái mình cũng làm trò này nhưng mà cuối cùng chỉ có một mình làm cái trò hâm hâm dị dị này thôi, nên là rất là buồn. Hôm nay có mọi người cùng hâm với mình rồi, yay! Nói gì bây giờ ta? Sau năm mới, chúc Loi sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn năm trước. Anh em chúng mình đoàn kết hơn, yêu thương nhau hơn, không cãi nhau nhiều nữa và phải nghe lời thành soi này, ok? Sau này thì không biết như nào nhưng mà chắc là mình sẽ còn gắn bó với nhóm dài, cho nên là tất nhiên là mọi người sẽ phải chịu đựng cái câu khó tính này thêm một thời gian dài nữa. Sau năm mới thì em cũng muốn gửi lời chúc đến sếp đặc biệt ha. Chúc sếp năm mới sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn, cuộc sống sẽ có thêm nhiều điều may mắn hơn, tốt đẹp hơn. Và quan trọng là gắn bó lâu dài hơn nữa với tụi em. Cũng có lời muốn nhắn nhủ và mong rằng là sang năm mới sếp sẽ bớt suy nghĩ hơn một chút, nghĩ thoáng hơn một chút, vui vẻ hơn một chút, đừng suy nghĩ nhiều quá. Mà em biết là trong năm 2015 vừa qua thì sếp cũng chịu rất là nhiều stress, và trong đó có một phần là do tụi em, nhưng mà chúng là chuyện gì cũng cách giải quyết thôi, nên là sếp cứ quẩy đi. Sếp đừng suy nghĩ nhiều quá, bởi vì sếp là leader mà, là nhóm trưởng của tụi em nữa, nên là sếp hãy mạnh mẽ lên, cứng rắn lên. Oppa, hôm nay sẽ yêu vui cả chân này yêu. Cái video này ấy, thì ngoài cái mục đích chính là chúc Tết mọi người, và thì mình còn muốn gửi lời chúc và lời nhắn nhủ đến các em thành viên mới nữa. Không biết là các em có nghe không, nhưng mà trước đó thì chị cũng làm bài sớ rồi đấy, nhắc nhở các em các thứ. Thì sang năm mới mong là các em sẽ cố gắng hơn nữa, nghe lời các anh các chị hơn, và cái quan trọng là phải cố gắng hơn nữa, đi tập thật nhiều vào, chăm chỉ tập luyện thì mới lên khả năng được. Các anh chị team chính cũng sắp đi hết rồi, chỉ còn trông chờ các em thôi, nên là mong các em sẽ có ý thức trách nhiệm và cố gắng để đưa Loi chúng mình lên một tầm cao mới. Chị sẽ còn theo sát các em dài, nên là cố gắng nha. Hết chị. Nó lên thiên nhiều quá. Mà nói chung là nhớ mọi người quá. Muốn đi nhảy. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ. Love ya.
Video chúc mừng năm mới đến đây là hết. Mình phải đi lau nhà đã. Thế nha. Hẹn mọi người sau Tết ha. Quả mặt to đùng luôn. Bây giờ là 27 Tết. Nhầm, 29 Tết. Đêm nay là giao thừa. Thì cũng không biết chúc thế nào. Chỉ biết chúc mọi người ngày càng đoàn kết hơn, càng cố gắng hơn, nỗ lực hơn. Sau Tết càng ngày càng nhiều công việc, lịch của nhóm cũng nhiều hơn, nên mọi người cố gắng tập luyện thật là tốt. Năm mới chúc mọi người an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, đắc tài đắc lộc, bình an. Happy New Year.